Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Vinga Studio. Hôm nay như đã hứa thì Vin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn ca khúc Sài Gòn Hôm Nay Mưa. Trước khi bắt đầu bài học thì Vin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Vin nha. Nếu trong quá trình học mọi người cảm thấy khó khăn ở phần nào thì hãy comment ngay bên dưới để Vin sẽ biết và giải đáp cho mọi người nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học ngay thôi. Ok, đầu tiên mình sẽ mở cái chân qua bên phải, rồi sau đó kéo hai tay xuống, đưa hông về bên trái, rồi mình sẽ đặt tay, tay và khóc. Mình sẽ làm theo cái lời ha. Ok, hài đi, bừng, sắp, đùng, đùng, qua. Rồi, sau đó mình sẽ lật cái phần tay qua như thế này, rồi đánh cái phần hông qua. 1, 2, khép, 3, mở, 4. Ok, lại nha. 2, đi. 1, 2, khép, 3, mở, 4. Vuốt lên cổ một cái. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục đi phần hông và phần tay mình sẽ đánh lên hai cái. Up và up. Ok, mình sẽ đánh lại. 2, đi. Dùng, chắc, đặt, đặt, qua. 1, hấp, 2, hấp, 3. Dùng, dùng, chắc. Rồi sau đó mình sẽ làm động tác kéo tay 3 lần. Ok, và động tác đưa tay lên miệng 3 lần. Và cái lần thứ 3 là nó sẽ có cái lời là lời hứa, cho nên mình sẽ để như thế này. Kéo lên, ok. 1, 2, 3. Rồi mình làm lại nha. 2, đi. 1, 2, 3 and 1, 2, 3. Rồi sau đó mình sẽ làm động tác tay vuốt ngang qua miệng. 1, 2, bùm, sắc, bừng, chắc. Mình sẽ vuốt tay từ trên ngực xuống. Ok, 2, đi. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Rồi sau đó mình sẽ vỗ lên một cái. Rồi, mình sẽ cái phần tay mình làm như mưa rơi vậy đó mọi người. Rồi phần hông mình sẽ đánh về bên trái. 1, 2, 3, bừng, bừng. Phần hông mình sẽ liên tục đánh như vậy. Còn cái phần tay mình sẽ đánh 2 lần, vỗ tay 2 lần. Rồi, 2, đi. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Mình sẽ làm một bên ngược lại với bên phải. Rồi, sau đó mình sẽ đặt tay qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, sau khi xong ba cái này là mình sẽ hoàn thành. Rồi, bây giờ mình sẽ đếm lại một lần nữa. Sau đó chúng ta sẽ cùng ghép nhịp với tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, đi, mưa, tà, ta. Ai bật khóc vì nhớ, hấp, bừng, tắt, qua. 1, 2, ta, 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 ta. Vuốt môi, vuốt môi. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, bừng, bừng. 2, 2, 3, bừng, bừng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép nhạc cái tốc độ chậm nha. Đôi lời hứa 5, 6, 7. Và thế là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc Sài Gòn Hôm Nay Mưa rồi. Thì Vin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo nha. Nếu mọi người muốn yêu cầu bài nào thì hãy comment ngay bên dưới để Vin sẽ biết và sớm thực hiện video dạy nhảy nha. Đừng quên like và share cho video giúp Vin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.